Xin chào các bác, đây là trò chơi DCS vuột và mình đang điều khiển chiếc máy bay FA-18C. Như trong video trước, mình có nói về cách phi công của FA-18C sử dụng radar và các tên lửa không đối không. Bình thường phi công sẽ để radar ở chế độ quét mục tiêu. Sau khi radar đã quét được mục tiêu, phi công sẽ dùng nút tròn này trên cần ga để điều khiển con chó của radar. Phi công sẽ di chuyển con chó của radar đè lên biểu tượng mục tiêu, sau đó nhấn nút đo xuống để khóa mục tiêu. Sau khi mục tiêu đã được khóa, phi công chỉ cần chờ tên lửa vào tầm bắn hiệu quả để khai hỏa. Đối với loại tên lửa không đối không AIM-7 thì phi công phải duy trì sự khóa mục tiêu trong suốt quá trình tên lửa bay đến mục tiêu. Đây là cách thức cơ bản mà phi công FA-18C sử dụng các tên lửa không đối không. Tuy nhiên điều này thường áp dụng khi máy bay có khoảng cách nhất định đến mục tiêu, thường là ở khoảng cách ngoài tầm nhìn, hoặc dùng để tấn công các loại máy bay ném bom hoặc vận tải, cơ động kém. Còn trong một cuộc không chiến quần vòng với tiêm kích của địch, phi công sẽ không có đủ thời gian để thực hiện các thao tác vừa rồi. Phi công sẽ phải tập trung toàn bộ tinh thần và các giác quan để bám theo máy bay địch, đồng thời không để cho máy bay địch vòng ra đằng sau máy bay của mình. Khi đó mắt của phi công thậm chí còn không có thời gian để liếc xuống màn hình radar phía dưới. Anh ta phải liên tục quan sát máy bay địch và chỉ còn kịp nhìn các thông số trên màn hình HUD. Tuy nhiên, radar của F-18 có các chế độ dùng cho việc cận chiến này. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Đầu tiên, để bắt đầu một trận không chiến, phi công của F-18 phải bấm nút chọn chế độ không chiến AA. Tên lửa không đối không mặc định được chọn là tên lửa AIM-9, có ký hiệu 9M trên màn hình HUD và số 2 là số lượng tên lửa AIM-9 mang theo. Phi công F-18 sẽ lựa chọn vũ khí bằng nút này. Nhấn xuống sẽ chọn tên lửa AIM-9, gạt tới trước sẽ chọn tên lửa AIM-7 và gạt ra đằng sau là chọn pháo hàng không. Nút màu đỏ chính là công tắc khai hỏa các loại vũ khí. Còn đây chính là nút chuyển đổi các chế độ của radar. Nhấn nút này tới trước sẽ chuyển radar sang chế độ cận chiến. Sau đó nhấn tiếp nút đó về sau hoặc sang trái sang phải sẽ chuyển sang các chế độ cận chiến khác nhau của radar. Bây giờ hiện tại radar vẫn đang ở trong chế độ quét thông thường. Mình sẽ chuyển sang chế độ cận chiến. Các bạn có thể thấy hai vòng tròn đồng tâm trên màn hình HUD. Radar của F-18 sẽ tự khóa mục tiêu gần nhất nằm trong một hình nón phía trước máy bay được biểu thị bằng hai vòng tròn này. Phạm vi khóa mục tiêu là 10 dặm. Đó, mục tiêu đã được tự khóa. Bây giờ mình sẽ bỏ khóa mục tiêu để chuyển sang chế độ khác. Âm thanh o o báo hiệu đầu dò hồng ngoại của tên lửa AIM-9 đã tự dò được mục tiêu. Phi công của F-18 có thể tấn công mục tiêu mà không cần radar. Đây là một chế độ cận chiến khác, được bật bằng cách gạt nút điều khiển radar ở trên cần điều khiển về phía sau. Radar sẽ tự khóa mục tiêu nằm trong khoảng giữa hai đường thẳng đứt đoạn trên màn hình HUD. Khoảng cách radar có thể khóa được mục tiêu trong chế độ này là 5 dặm. Chế độ này thích hợp để phi công lựa chọn mục tiêu nếu đối phương có nhiều mục tiêu. Mục tiêu đã được tự động khóa, mình sẽ bỏ khóa mục tiêu. Một cách chuyển radar sang chế độ cận chiến khác là lựa chọn vũ khí là pháo hàng không. Khi đó radar sẽ tự khóa mục tiêu gần nhất trong vòng tròn đứt đoạn trên màn hình HUD. Khi radar đã khóa được mục tiêu, phi công có thể chuyển vũ khí sang tên lửa để tấn công mục tiêu. Tên lửa đã đi trúng đích. Mục tiêu đã vỡ làm hai và bốc cháy. Trên đây là cách phi công FA-18C sử dụng vũ khí không đối không ở chế độ cận chiến. Bây giờ mình sẽ thử một cuộc không chiến quần vòng với máy bay Su-33 của Nga. Quên mất, trước khi bắt đầu không chiến thì phi công phải học cách sử dụng các mồi bẫy, bởi vì tiêm kích của đối phương có thể bắn trả bằng tên lửa. Đây chính là bảng điều khiển hệ thống phòng vệ của FA-18, bao gồm máy gây nhiễu và hệ thống thả các mồi bẫy. Đây chính là công tắc máy gây nhiễu đánh lừa radar đối phương. Còn đây là công tắc quản lý hệ thống mồi bẫy. Mình sẽ bật công tắc sang nút Bypass để phi công có thể tự thả thủ công từng mồi bẫy. Nếu phi công bấm nút này, tất cả mồi bẫy sẽ được thả hết.
Còn bình thường phi công sẽ dùng nút này trên cần ga để thả mồi bẫy, nhấn tới trước để thả nhiễu kim loại, gạt ra sau để thả pháo sáng. Nhiễu kim loại sẽ giúp đánh lừa tên lửa dẫn đường bằng radar, còn pháo sáng sẽ giúp đánh lừa tên lửa tầm nhiệt. Đó là mình vừa thả nhiễu kim loại, tiếp theo là pháo sáng. Bây giờ mình sẽ thử bấm nút thả hết mồi bẫy một lúc. Tất cả mồi bẫy đều được thả. Phi cơ sẽ không còn biện pháp đối phó thụ động. Như vậy là công tác huấn luyện đã xong, mình đang chuẩn bị đối đầu với Su-33. Chuẩn bị sẵn sàng cho hệ thống mồi bẫy. Chiếc Su-33 đang ở ngay phía trước. Chuyển radar sang chế độ cận chiến. Radar đã khóa được mục tiêu. Khai hỏa. Mình phải liên tục thả mồi bẫy. Tên lửa của đối phương vừa vọt qua. Máy bay địch cũng đã tránh được quả tên lửa của mình. Bắt đầu lao vào cuộc không chiến quân vòng. Không được để mất dấu máy bay địch. F-18 chỉ có thể khóa được mục tiêu trong phạm vi của màn hình HUD. Chiếc Su-33 đã vọt qua. Mục tiêu đã ở quá gần, mình sẽ chuyển sang dùng súng. Chế độ dùng súng cho góc quét của radar rộng hơn. Radar đã khóa được mục tiêu. Cự ly này thích hợp cho tên lửa Sidewinder. Tên lửa đã trúng đích. Chiếc Su-33 đã vỡ tung. Các mảnh vỡ đang lao xuống đất. Chiếc Su-33 cơ động rất tốt nên khi có cơ hội mình đã dùng tên lửa ngay. Phải dứt điểm gọn, không để nó phản công. Mình đã giành chiến thắng trong cuộc không chiến này. Cảm ơn các bác đã xem video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.